Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Huệ, quận 1 nhằm đảm bảo trật tự an toàn trong thời gian tổ chức chiếu các trận đấu bóng đá của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Theo đó, trong thời gian tổ chức trình chiếu các trận đấu bóng đá của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ quyết định cấm các phương tiện lưu thông vào đường này. Theo đó, trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ thứ tư ngày 8 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng quận 1. Riêng các phương tiện giao thông của cá nhân tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm phải trực tiếp liên hệ với Sở Văn hóa và Thể thao để được hỗ trợ. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra hai lộ trình tham khảo dành cho mọi người theo hướng đi từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng và ngược lại.